Hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm cực kỳ thú vị và nhỏ thôi nhưng có võ. Đó là kem điều trị tất cả những vấn đề về da. Tên là Retin-A Cream 0,025%. Tại sao Linh nói là nó điều trị tất cả các vấn đề về da? Thì nếu như bạn nào đang gặp vấn đề về mụn, bạn nào đang gặp vấn đề về chống lão hóa thì có thể xem video clip này, bởi vì đây là một sản phẩm thực sự có thể gọi là đa năng. Bởi vì là Retin-A Cream 0,025% có chứa tretinoin là sản xuất của vitamin A, thì bạn có thể tìm kiếm trên mạng về từ khóa tretinoin để tìm hiểu sâu hơn về cái chất này. Thì bạn nào mà đang gặp vấn đề về mụn, tất cả các vấn đề về mụn, từ mụn ẩn rồi mụn sưng, mụn mủ hoặc mụn đầu đen các kiểu, muốn điều trị dứt điểm và hoàn toàn thì có thể mua cái này để sử dụng. Thì sản phẩm này có 25%, bởi vì đặc thù của cái sản phẩm này ấy, nó sẽ làm cho da bạn khô căng rất là nhiều, bởi vì là nó sẽ giúp làm lấy những cái lớp thượng bì, những cái lớp mà có chứa mụn này, nếp nhăn hoặc là đốm các thứ đi, và làm dày cái lớp hạ bì lên. Nó giúp cho da bạn mới hơn này, thúc đẩy collagen hoạt động và sản sinh này. Chính vì vậy mà kể cả bạn gặp vấn đề về mụn mà bạn đã điều trị bằng rất nhiều thuốc rồi mà không khỏi thì chắc chắn Retin-A có thể giúp bạn cải thiện rõ rệt. Trước đây ấy, cách đây khoảng tầm 3-4 tháng, nếu bạn theo dõi vlog của Linh thì sẽ biết rằng là Linh đang sử dụng BHA rồi. Và Linh rất hài lòng với BHA của Paula Joyce, bởi vì là tình trạng của Linh không gặp nhiều vấn đề về mụn lắm. Tuy nhiên Linh muốn là da của Linh hoàn toàn sạch mụn và đều màu hơn, lỗ chân lông thu nhỏ hơn, nên Linh sử dụng BHA. Và sau 3-4 tháng sử dụng thì Linh rất hài lòng với BHA. Tuy nhiên là cách đây khoảng 1 tháng ấy, thì Linh thấy da Linh bắt đầu có cái nếp nhăn mờ ở trên trán. Thực ra mình cũng già rồi ấy, nên là nó bắt đầu có nếp nhăn rồi. Thế là Linh đã bắt đầu sử dụng và tìm hiểu để dùng Retin-A. Thì dùng được hơn 1 tháng, đều đặn mỗi tối, thì da Linh cũng khỏe, thế nên là dùng được mỗi tối. Và bây giờ thì thực sự là nếp nhăn trên trán đã mờ thì đáng kể, nó chưa hết hẳn nhưng mà mờ thì đáng kể rồi, nên Linh đã chia sẻ ngay với mọi người. Cái cách mà Linh sử dụng vào Retin-A thì như sau. Thì đầu tiên, và sau khi mà Linh tắm rửa sạch sẽ xong thì Linh thấm khô mặt và sử dụng một lotion mát của Hada Labo. Tiếp đến là Linh bôi tất cả các sản phẩm dưỡng ẩm da, tinh chất dưỡng ẩm da, điều trị da các kiểu. Và cuối cùng là Linh bôi Retin-A. Thì đặc thù của Retin-A là nó rất là dễ bị phá hủy dưới ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn, rồi kể cả ánh sáng điện thoại và máy tính. Chính vì vậy mà Linh thường là sau khi bôi tất cả các sản phẩm xong thì Linh sẽ ngồi chơi các thứ, làm mọi việc. Đến trước khi Linh đi ngủ thì Linh sẽ bôi Retin-A ở trên trán và hai phần má, sau đó là Linh có thể đi ngủ luôn. Và đến sáng hôm sau thì mình sẽ cần phải bôi kem chống nắng trước khi ra đường, bởi vì là nó làm bỏng lớp trên đi mà. Thế nên là da mình sẽ dễ dàng bị ánh mặt trời hơn. Thì với những bạn nào mà da đang gặp mụn này, hoặc bắt đầu có nếp nhăn, thì theo Linh là bạn có thể sử dụng Retin-A để điều trị những vấn đề này về da, của da. Và giá của em này rất là hạt rẻ, nó chỉ rơi vào đâu đó 150-200 nghìn. Sản phẩm này là của Thái. Thì những bạn ở Mỹ hay châu Âu thì sản phẩm này là thuốc kê đơn. Chính vì vậy mà bạn cần có nên nhờ người nhà ở Việt Nam mua để gửi sang. Và đây là hình ảnh mà da của Linh trước và sau khi sử dụng được Retin-A 0,025% trong vòng gần 2 tháng. Thì như mọi người thấy là mụn và nếp nhăn đã gần như là hoàn toàn biến mất. Thì đây là hình ảnh thật, thế nên là mọi người hoàn toàn có thể, thực ra là mình có thể tùy da mỗi người mà hiệu quả là nhanh hay chậm thì mọi người đều có thể sử dụng và thử. Thì Linh thấy đây là một sản phẩm rất đáng để mọi người dùng thử. Nếu như bạn thích những gì mà Linh vừa chia sẻ thì bạn có thể like và subscribe kênh YouTube của Linh. Chào tất cả mọi người.